đang ở khu phố 2, phường 10, thành phố Mỹ Tho. Thì ở đây có một căn nhà đang bán, em giới thiệu cho anh chị mình xem nha. Thì trước tiên đó là em chỉ với anh chị đây là ngã ba Trung Lương nè. Đó, còn ở đây là đường quốc lộ 1A nha. Thì từ đường quốc lộ 1A anh chị quẹo vô cái đường lộ nhựa, khoảng tầm chừng hai căn nhà thôi. Nói chung là anh chị quẹo vô khoảng tầm chừng hai căn nhà thôi là sẽ tới cái căn nhà hôm nay em giới thiệu cho anh chị mình xem. Đây, đây là căn nhà hôm nay em giới thiệu cho anh chị mình xem này nha. Nhà của mình nó là một trệt và hai lầu. Thì chủ nhà bán giá là 1,5 tỷ là giá chốt luôn á, không thương lượng nha anh chị. Nhà thì có giấy tờ, có sổ đầy đủ hết luôn. Anh chị nào mình muốn ra công chứng khi nào cũng được hết. Thì nhà của mình á, tổng diện tích đất á, là 35m², thổ cư 100%. Trong đó bề ngang á, là 3,5m nha. Anh chị thấy là bề ngang là từ ở đây là đi qua bên này á, là bề ngang là 3,5m. Bề dài á, là khoảng 12,5m nha. Hậu á, thì là còn khoảng 2,5m thôi. Nhà thì có giấy tờ, có sổ đầy đủ hết, thổ cư 100%, chủ kêu giá chốt luôn là 1,5 tỷ. Bây giờ em sẽ vô quay cho anh chị mình xem ha. Đây. Nè. Ở ngoài trước có là cái khu vực để xe ha. Cái cổng này cũng còn khá là rộng, anh chị mình có thể đậu xe ô tô cũng được luôn. Nè. Đó. Này. Thì anh chị xem nè, đây là cái khu vực đậu xe ô tô rồi nha, hoặc là mình đậu xe máy rồi đó, nói chung là cũng còn khá là rộng rãi. Này, còn đây là cái khu vực phòng khách nè, đó. Đây là khu vực phòng khách nha. Thì nhà mình thì cũng lâu rồi chưa có dọn dẹp nên nhìn màu nó hơi cũ nha anh chị. Nhưng mà anh chị vô là mình ở liền được luôn. Này. Rồi ở ngoài sau á, đi xuống á, là cái khu, cái này là đi lên lầu là cầu thang nè. Còn cái này ở nhà, nhà bếp, nhà vệ sinh đâu. Đó. Này giải đá rồi nè. Hồi đó chắc ở đây làm cái thiết kế cái cảnh trí ngay chỗ cầu thang á. Anh chị về mình có thể thêm làm thêm một cái hồ ở quanh đây nữa. Ừ. Ở trong này là nhà vệ sinh rồi nha. Còn ở cái khu vực này là phòng bếp. Thì đất của mình, nhà của mình nó là bị teo hậu nha anh chị. Hậu là còn khoảng 2,5m nữa. Mới đầu em nghĩ là hậu còn 2,5m thì cái nhà bếp của mình ở ngoài sau có thể là nó sẽ rất là chật. Nhưng mà khi vô đây thì em thấy là nó rất là thông thuận. Nói chung mà nó cũng còn khá là rộng rãi luôn. Nhìn nó không có bị chật. Này, ở đây là khu vực ở ngoài sau nè, đó. Cái này là để mình phơi đồ rồi đó. Đó. Này. Nãy anh chị nhìn xem. Nè. Nhìn không có bị chật hay anh chị, nó khá là rộng rãi. Anh chị ơi nhớ để cái sổ cho em nha. Anh chị chủ nhà dẹp sổ rồi, có gì thì em sẽ lấy cái sổ á, em chụp hình sổ rồi em đăng lên cho anh chị mình xem. Nói chung là nhà thì thổ cư 100% luôn. Ngang á, mặt tiền á là 3,5m, còn hậu là 2,5m, chiều dài là 12,5m. Mà nhìn thì nói chung mà ở thì thấy rất là thoải mái. Cái này á là bán là để lại cho anh chị hết nha. Ở trong này á thì là bên nhà vệ sinh rồi nè, đó. Bây giờ em sẽ đi lên lầu xem nó có cái gì không cho anh chị mình xem ha. Giá 1,5 tỷ á, em cảm thấy là giá này rẻ nha anh chị. Cái này thì tùy anh chị thôi, tại vì em thấy là em quay nhà ở Mỹ Tho mà ở Trung An Mỹ Tho thôi á, là nhà mới nha anh chị, nhà mới luôn. Thì ngang nói chung mà nhà mới luôn mà giá là cũng khoảng 1,5 tỷ rồi mà nhà hẻm. Còn cái này của mình á là được cái là nhà lộ nhựa luôn. Anh chị mình kinh doanh mua bán cũng được nữa. Ở dưới nhìn hơi cũ nhưng mà khi bước lên phòng này thì thấy trước tiên là em thấy căn phòng này màu hồng mà nhìn nó còn khá là mới mẻ luôn nè. Đó.
Nhà thì cũng có cửa sổ nữa cho nó thoáng, thông thoáng. Này, cái khu này cái khu giường ngủ luôn nè. Chị xem. Này. Rồi mình có phòng tắm ở trong phòng luôn nha anh chị. Này. Đó, có nhà vệ sinh nè. Rồi á. Ồ, em thấy là bên trong là lót gạch, là lót cao lên luôn á nha. Nhìn cái căn phòng này thì khá là đẹp. Đó, đây là một phòng ngủ nha. Đây, một phòng ngủ rồi nè. Đó, bây giờ mình sẽ đi qua bên cây của căn phòng bên này. Đây, ở đây nhà này rất là thích sắc màu ha anh chị. À, màu xanh, màu vàng, màu hồng cũng đủ hết luôn nè. Đó, cũng thiết kế đồ màu sơn còn khá là đẹp nha. Em rất là thích cái màu sơn này anh chị nhìn nè. Đó, cái màu sơn này nó khá là đẹp. Đây, cái màu vàng ở đây em cũng thấy nó sơn rất là đẹp luôn nữa. Đó, ở đây thì ở cầu thang này có làm mấy cái đèn để chiếu xuống nữa. À, cái này em thấy là hệ thống đèn cũng nhiều nha. Đó, anh chị xem trên này nữa nè. Đó, rồi ở bên này là cái phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ bên này là cũng có nhà vệ sinh, nhà tắm trong phòng luôn. Ôi, ở trên phòng này còn khá là mới nha anh chị, rất là đẹp luôn. Anh chị nhìn nè, khá là đẹp. Đây, ở bên này, ở bên này là, ôi em thấy là mấy cái phòng ngủ là vô là ở liền luôn á anh chị, không có cần phải sửa sang gì nhiều đâu. Rèm rồi nè anh chị giặt lại thôi là nó sạch thôi, cửa sổ rồi đó. Còn cái chỗ này nè, gạch còn rất là mới và rất là đẹp luôn, màu thì còn khá là tốt luôn. Đó anh chị xem, đó, cửa sổ đầy đủ hết luôn nha. Đó thì ở tầng 1 á là mình có hai phòng ngủ nè, hai cái nhà vệ sinh luôn. Bây giờ em sẽ đi lên trên lầu nữa coi sao nha. Anh chị xem nè. Đó. Nó có hệ thống ở ngoài như vậy nè anh chị, cho cái không khí, cái ánh sáng nó lưu thông trong phòng á, nhìn phòng của mình nó khá là sáng sủa luôn. Này. Đây anh chị xem nè. Đó. Này. Wow. Ở đây là ở ngoài phòng thờ nè anh chị. Đây, mình có chỗ thờ đổ ở đây nè ha. Đó, đây là cái gì vậy? Chắc đốt nhang á anh chị. Đấy. Đây, ở ngoài trước là mình có một cái khoảng sân thượng đâu nè. Đó, nói chung là phòng đất thì nhỏ nhưng mà xây thì nó rất là thoáng mát luôn á. Này, đây là cái khu vực xung quanh nè. Đó, nhà xung quanh thì cũng khá là đông nha anh chị. Thì ở đây là khu phố 2, phường 10 của thành phố Mỹ Tho. Đó, anh chị xem. Nhà quanh đây thì rất là đông luôn. Giá là 1,5 tỷ. Em thấy căn nhà này là giá rẻ luôn đó anh chị ơi. Nhà cửa cây rồi nè anh chị xem. Rồi. Đây. Cái đèn này chắc nó bị hư rồi quá. Bị hư rồi, cái đèn này gì anh chị phải thay lại. Này, nhà cũng mấy cái đèn thì nó hư rồi chắc anh chị phải thay lại đó. Đó. À, nhà mình sẽ được 3 phòng ngủ nha. Này, bên này nữa nè. Xây 3 tầng. Em thấy nhà lầu mà muốn xây 3 tầng là phải dọng cừ cho nó chắc lắm luôn á. Nó phòng rồi đó anh chị. Rồi mỗi phòng mà xây 3 phòng ngủ, mỗi phòng đều có nhà tắm, nhà vệ sinh riêng luôn anh chị xem nè. Đó. Màu gạch đó là ấy cao lên luôn, nhìn cho nó sạch sẽ. Anh chị xem. Cửa là cửa cây thông luôn ha. Đấy. Rồi em sẽ xem hướng cho anh chị mình ha. Cái này để em xem mày. Mở ra thử nha. Ê, cứng nhắc. Đó anh chị xem này, ở ngoài sau mình nè. Này cái xưởng gì đó. Anh chị xem bên kia là quốc lộ 1A đó anh chị. Đó, quốc lộ 1A xe đang chạy đó. Ở quanh đây rất là đông ha.
Đó, mình đóng cửa lại. Đây. Rồi, bây giờ em sẽ mở điện thoại lên em coi cái vị trí cho anh chị mình. Ôi, điện thoại để ở dưới rồi. À, hồi nãy em thấy là nhà của mình là hướng đông nam nha anh chị. Em xem là thấy nhà bên này nè là hướng đông nam. Rồi bây giờ em đi xuống nha. Thì em xin nhắc lại căn nhà của mình đó là ở khu phố 2, phường 10, thành phố Mỹ Tho. À, nhà thì là ở mặt tiền lộ nhựa. À, cách quốc lộ 1A chắc khoảng tầm chừng 20 mét thôi. À, 20 đến 30 mét thôi. Rồi ở gần ba Trung Lương rồi đó. Thì nhà của mình đó là một phòng khách, một phòng bếp và ba phòng ngủ, một cái nhà thờ. Nói chung là cái diện tích nhỏ nhưng mà xây là một trệt và hai lầu. Nhà thì khá là rộng. Nói chung là bề ngang nhỏ nhưng mà vô ở thì nó sẽ không có nhỏ nha. Em thấy nó rộng rãi và nó thoải mái lắm. Nhà thì cơ bản là cái màu sắc là nó cũng còn khá là mới. Anh chị mình vô là mình ở thôi, chứ mình cũng không có cần phải dọn dẹp gì nữa đâu. Ở trên lầu thì em thấy là lầu 1 với lầu 2 thì màu là nó còn giống như là màu là nó còn y luôn á anh chị. Nó không có bạc màu nhiều. Nhà là thích màu xanh, màu vàng với màu hồng. Hai màu. Bếp đồ là cũng ngon lành luôn. Đó. Ngoài sau bếp là ấy gạch lên luôn nè. Rồi, giá là 1,5 tỷ nha. Đó anh chị xem. Vàng bếp với tủ bếp của mình rồi nè. Đó, có vàng bếp sẵn luôn á. Mấy cái tủ rồi đó. Nhà này chắc chủ yêu màu xanh, màu vàng, nhìn cho nó mát mắt đó. Rồi, em xin chào anh chị nha. Anh chị nào mà quan tâm căn nhà này á, tặng hai cái máy lạnh cho anh chị luôn nha, tặng hai máy lạnh luôn á. Rồi anh chị nào mà quan tâm căn nhà này thì alo cho em hay, em sẽ dẫn anh chị mình đi xem. Đó. Khá là đẹp luôn ha anh chị, cũng thiết kế dữ lắm ạ. Đây cửa đâu nè, còn cửa là nhìn còn mới đẹp luôn á, không có chê gì đâu. Đó, ở ngoài trước thì mình dọn dẹp cho nó sạch sẽ lại thôi. Cho em mượn điện thoại đi anh. Nhà mình mặt tiền lộ nhựa nè, anh chị mình có thể kinh doanh mua bán cũng được. Để em xem. Đây, thì nhà của mình á là hướng đông nam nghiêng về hướng nam nha anh chị. Nhà hướng đông nam nghiêng về hướng nam. Thì anh chị nhìn đây là cái vị trí mà em đang đứng nè, thì anh chị thấy là nhà mình xung quanh rất là đông rồi, gần quốc lộ 1A luôn á. Em quay rất là kỹ nha, anh chị nào đi xem nhà, mua nhà nhớ hú em để em xin hoa hồng nha anh chị. Đó anh chị xem. Anh chị đừng có đi lại một mình rồi anh chị mua anh chị bỏ hoa hồng của em nha anh chị, tội nghiệp em nha. Bye bye anh chị, cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video của em.